Dạ kính thưa sư, câu hỏi của con là chư thiên có nhìn thấy loài ngạ quỷ hay không? Các chư thiên cõi cao sẽ thấy biết chư thiên cõi thấp hơn và nhân loại cùng bốn đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula phải không? Có mấy trường hợp sau xảy ra gần chỗ con, người ta chứng kiến nên tin lắm, con có thắc mắc không biết những sự kiện này có nhắc đến trong kinh điển nào hay không? Chư thiên hoặc phi nhân nhập vào người hay đọc được tâm người, chư thiên hoặc phi nhân có khả năng chỉ cách chữa bệnh, phương thuốc trị bệnh giúp người phụ nữ đang cầu con cái hoài thai và đẻ được con. Xin sư chỉ giúp con nên nhìn nhận và có sự hiểu biết đúng đắn như thế nào về các hiện tượng trên. Thưa với quý vị đó, thì đầu tiên là chư thiên có thể thấy các loài đọa xứ, bao gồm các cảnh giới sa đọa. Sư căn cứ vào đâu để sư dám nói cái này? Một là ở trong trường hợp là vua trời Đế Thích, thì có ở trong Kinh Tạng thì cũng có nhắc đến một trường hợp là vua trời Đế Thích dẫn Bồ Tát đi lên cõi trời để xem, và sau đó là cũng dẫn Bồ Tát xuống cõi địa ngục để xem chúng sanh chịu khổ ở địa ngục. Cho nên là những cái vị trời có nhiều oai lực cũng có khả năng thấy được các cái loài sa đọa. Rồi hoặc như trường hợp một cái vị thiên tử khác, khi mà đang vui chơi đó, tự nhiên thấy là 500 bà vợ của mình nó biến mất. Vị thiên tử này mới xem xét là 500 bà vợ của mình đi đâu, và vị thiên tử thấy là 500 bà vợ của mình đang đi xuống địa ngục, đang ở dưới địa ngục. Đó, thì điều đó có nghĩa là cái vị thiên tử đó cũng có khả năng nhìn thấy các loài đọa xứ. Còn cái chuyện là chư thiên hoặc là phi nhân nhập vào người để làm trò này trò kia, thì sư nói thiệt là chúng ta phải cẩn trọng. Như là trường hợp một cái vị lương y họ Võ, cái thời mà khi mà chưa có bị phanh phui á, ai cũng tin hết trơn. Thậm chí là họ làm là có những cái diễn viên, họ thuê những cái diễn viên để diễn cái cảnh là từ đuôi mù câm điếc mà tự nhiên là hết bệnh. Họ thuê mấy hồi đó, rồi một cái thời gian rất là dài ai cũng tin hết. Nhưng mà mãi sau này vì một cái sự cố ngoài ý muốn cho nên là mới bị phanh phui, thì chúng ta mới biết cái sự kiện đó là không có thật. Và nếu như quả thật là một cái vị chư thiên hoặc địa cư thiên hoặc là một cái phi nhân mà nhập vào người để mà có thể chữa bệnh nè ha, hoặc thậm chí là làm cho có con á, nếu đúng nha thì họ không có sợ khảo. Nói thẳng họ không sợ khảo. Không sợ khảo có nghĩa là không sợ kiểm tra đó. Chứ còn mà công an ập tới mà nhào nháo nhào trốn thì nó khác lắm. Hoặc là bây giờ nói có muốn kiểm tra thì dễ thôi. Những cái bệnh nhân mà đang điều trị mà hiếm muộn á, thì chúng ta sẽ có cái lời đề nghị hợp tác đàng hoàng nha, có lời đề nghị hợp tác đó là sẽ dắt 100 người đó, bệnh viện hồ sơ đang chữa bệnh hiếm muộn á, dắt 100 người đó đến gặp cái vị này và để xem coi là vị này có khả năng chữa hay không. Mình nói chuyện là mình phải có chứng cứ, chứ không phải là mình nói khơi khơi được. Và những cái trường hợp tương tự như vậy á, ở trong Kinh Tạng cũng có nhắc tới. Nhắc tới là nhắc tới cái gì? Nhắc tới là nhắc tới cái chuyện á, là cái việc thiên hạ đồn đoán là người này có năng lực đọc tâm, rồi người này có năng lực chữa bệnh, là người ta đem tới người ta khảo liền. Người ta khảo liền, người ta kiểm tra đàng hoàng là có thật như vậy hay không. Ví dụ như trường hợp mà có một người mà được đồn đoán là có năng lực đọc tâm á, thì có một vị thánh cư sĩ thì mới khảo bằng cách như vậy nè. Vị này đào một cái hố có phần ở dưới đó, rồi để cái ghế, rồi lót cái thảm lên trên,
rồi để cái ghế lên trên đó, rồi để chuẩn bị những cái tô, những cái nồi đó, rồi bôi đồ ăn ngon mà bôi trên cái mép nồi đó, và xin thỉnh vị này tới. Và khi mà thỉnh á, thì suy nghĩ trong đầu, suy nghĩ trong đầu như vậy nè, dạ nếu như mà ngài có năng lực độc tâm á thì ngài đừng có tới, tại vì con không có chuẩn bị đồ ăn đâu, cho nên là đừng có tới. Nhưng mà vị này do là giả mạo, không có năng lực độc tâm á, cho nên là vẫn cứ tới và ngồi lên trên cái ghế, và thế là lọt xuống hầm phân đấy. Và cái bên cái vị Bà La Môn á tức lắm, bị giống như là nghĩ là bên đệ tử Đức Thế Tôn chê xỏ, tức lắm cũng làm một cái trận tương tự như vậy, nhưng mà lần này không chơi hầm phân nữa mà chơi cái hầm lửa đó, cũng để lót cái thảm lên trên đó, rồi để cái ghế lên trên, rồi thỉnh Đức Thế Tôn tới. Thì Đức Thế Tôn biết chuyện, cho nên là ngài hóa hiện là ở dưới sẽ có bông sen đỡ chân của ngài, cho nên là ngài ngồi xuống và không có vấn đề gì hết. Thành ra là ở trong kinh tạng nha, là cái hàng mà thiệt á là không sợ khảo, còn hàng dởm á khảo cái là lòi ra. Cho nên là quý vị nói trong trường hợp này thì nếu như mà có thật á, tức là cái người đó là có phi nhân hoặc là chư thiên mà nhập vào người để có thể hỗ trợ chữa bệnh, rồi hỗ trợ hiếm muộn, thì đó cũng là chuyện tốt thôi. Thì cứ sách hàng dài, những cái danh sách chừng 100 người, 1000 người, những cái cặp vợ chồng đang điều trị hiếm muộn á, bây giờ ra Từ Dũ, là ra những cái bệnh viện nhiều lắm đó, rồi cứ mời những cái vị đó tới, rồi mình làm cái thống kê đàng hoàng. Và nếu như mà được thì đương nhiên là sẽ càng ngày càng đắt khách nữa đó, thì sẽ tốt cho đôi bên đó, vị này sẽ càng ngày càng có nhiều khách hàng. Còn nếu không được thì tự nhiên là nó lòi ra. Thì đó là cái lời đề nghị của sư. Và không biết cái vấn đề này thì sư Tệ Tường có cái nhìn như thế nào? Thưa hai vị đại đức, thưa quý vị, cái nào cũng đúng thật về cái lĩnh vực này hay là về cái chủ đề này thì sư cũng không có thâm nhập và sâu lắm, cho nên chắc xin lướt qua vậy. Xin vị đại đức xuất phát có bổ sung thêm. Lướt qua luôn đi sư, cái này nó ngoài tầm